Ủa sao nãy giờ mày ngồi mày chờ gì vậy? Mày ăn hết gà hết rồi mày còn cái mâm không, mày chờ gì đây vậy? Nghĩ sao, đãi sinh nhật có hai con gà nướng thằng một con. Bạn nói qua đây cho hoành tráng lắm. Có hai con gà tưởng gì thứ giận. Giờ ăn vô đây chưa chịu về đúng không? Chưa. Bây giờ có gì đặc biệt là ngon không? Đây nè, gà nữa nè, thấy chưa? Thích không? Không đổi được cho bò, cá hay heo luôn á hả? Ủa sao nói là mạnh gà? Mạnh gà là thằng nào? Mạnh gà thì một con thôi chứ đâu phải mạnh gà mà ông làm ba con như thế này. Mạnh 3 tuổi thì là ba con gà. Nãy tao mày thằng hai con rồi, giờ còn con tao mày chia đôi chơi không? Nó gán tới cổ rồi anh em à. Đây nè, trời ơi, đừng như bò nó tìm cái này nè. Hàng quất đi, khui ra cái coi. Ngửi cái coi, thơm không? Ngửi cái đi, ngửi cái đi biết. Ừ, nghe mùi, nghe mùi. Thích chưa? Nghe mùi, nghe mùi. Giỡn mà. Anh em ơi, thôi, sinh nhật đãi gì làm đó, tình thương mến thương lắm. Anh em à, sinh nhật của nó nha, nói chung là cho ăn gà trình nào mà nó ngán là thôi, nó nửa qua đây nó thấy mình đó, nó à, mạnh 3 tuổi nhưng mà mạnh không phải là mạnh gà nha Phương ơi, bạn đừng có cho mình ăn gà nữa. Sau này nhớ nha, qua đây mà cứ tận mà thôi, có gà không là mình chết với tao. Một con thôi, có gà mà anh em, một con thôi, mốt kèm thêm câu đó. Ok, rồi, mời anh em. Mời anh em nha. Quá đã. Rồi, cái phê. Làm cái vô đạp đi. Quất miếng gan vô đi, chọn gan lên chứ để nửa này nó qua nó la làng nó sớm cái mình bị yếu gan đó anh em à. Gà làm món gì độc vậy? Thấy mặn mặn đã hành không vậy? Gà hấp hành. Thôi anh, hấp mỡ hành. Đây, hấp mỡ hành. Nói là lộn xộn tao lum la hết quỷ. Ngon anh em. Đó. Chơi tiếp. Sợ lắm. Chơi luôn. Thấy chưa? Thơm thơm mùi xả mà có thơm cái mùi mỡ hành nữa. Ăn cái cảnh liền để người ta nói tưởng mình ngán gà. Chưa ngán gà nha anh em. Còn chơi ngán chứ mà giặt thì giả bộ giặt. Mình cũng chơi thêm cái cánh nữa. Anh em mà thấp cỡ này đó, nóng tụ, nó nóng bạc cố luôn. Nghe mùi mỡ hành thơm thơm, mặn mặn, ngọt ngọt. Nói chung cách thấp này ngon đọc. Thấy không? Có luôn nước. Ngon. Nhưng mà gần gần á, lâu lâu gần á, dở cái này lên quệt quệt với nè. À. Chậm ra. Cảm ơn em nha.